Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Stardew. Không biết mình có nói to quá không. Hey, chào mừng mọi người quay trở lại với Stardew Valley. Tiếp tục phần trước. Thôi, nói nhiều quá rồi, chắc là mọi người nghe mọi người ức chế rồi, thôi không nói. Mình đang định nói sorry nhưng mà thôi, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề chính. Chơi tiếp nào. Xin lỗi, nhiều chuyện lắm, nhiều thứ lắm, chúng ta cũng xem dự báo thời tiết. Chào mừng đến với kênh Cô Dù 5, chuyên kênh về thời tiết, tin tức và giải trí. Và giờ, tin tức dự báo thời tiết ngày mai. Sao lại xem ngày hôm nay, fuck, từ bây giờ ngay. À đúng rồi, mình còn phải ngồi làm tất cả các thứ hôm nọ lại nữa. Tại vì mình quên béng mất, là mình chơi lửa chừng mình mới nhớ ra là game này nó mỗi ngày, nó cách một ngày nó xếp một lần. Thế là chúng ta làm các thứ lại từ đầu. Hơi mệt tí thôi, không sao cả. Fucking Christ, nhầm. Mình ném đồ vào đâu đấy lên trên này thôi đúng không? Ok, và sau buổi hôm trước thì chỉ có đúng một hôm mình và các bạn ai có khả năng vẽ thì gửi cho mình kiểu gọi là phát ad Khánh Vy Abigo không? Abigail thì đúng không? Nhanh ra cả man ra. Thề luôn, mình còn chưa kịp định hình đã một đống phát ad về cặp đôi này rồi. Thế chúng ta tiếp tục đi giúp Khánh Vy tán Abigail. Là bây giờ thì trước tiên là mỗi ngày dậy là phải lo chuyện đồng áng đã, tại vì nó có nhiều thứ. Mình quên mất là trước sáng buổi sáng mình làm những quái gì rồi. Mình trồng thêm cây thôi hả, hay là mình còn làm gì khác? Mình có hạt giống thì không có hạt giống gì cả, thế là mình sẽ phải đi mua hạt giống và mình tiếp tục mở rộng cái khu này ra. Để mình nghĩ là mình sẽ làm thêm một dọc cái cây này nữa, tại vì cây này nó mọc lại được ấy thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ cây đấy. Mặc dù thì hiện tại mình khá là ít tiền, thế nên là cũng hơi khó. Không biết là mình có cái gì để mình có thể bán được không nhỉ? Mà tất nhiên là ngoài cái cuộn giấy tộc người lùn này ra, tại vì cái này thực sự không cần thiết lắm. Chứ không phải không cần thiết, nó cũng cần nhưng mà không bán thì được giá. Mình nghĩ mình sẽ có thể bán cái này. Không, cái này cũng không bán được, tại vì mình cũng phải dùng để làm nhiệm vụ cơ đây nè. Mình cần làm nhiệm vụ này nè. Gói đồ thủ công, trồng mùa thu, gói động vật, không phải nhà bếp, cái bệ phòng chế tạo, phòng chế tạo. Đúng không? Yeah, phòng chế tạo chuẩn rồi. Thì cây ngoại lai, cây cỏ mùa đông. À không, mùa xuân xong rồi đúng không? À thế thì thôi, thế thì được rồi, có đồ để bán rồi, bán hết mấy cái này đi thôi. Hành tây mùa xuân nên để lại để mình ăn. Tại có nhiều bạn bảo mình nên để đấy mình ăn. Bán mấy cái dở hơi này đi để mình có thể có tiền mình mua thêm hạt giống. Bây giờ cái mình cần kiếm là rất nhiều củ cải. Mình cần trồng rất là nhiều củ cải. À không, và cái kia nữa, tại vì mình cần cái này, mình rất là cần cái gói cây trồng chất lượng này. Đây cái hãm ly này đây. Với cả mình cũng cần củ cải, đậu xanh, súp lơ, khoai tây. Mình trồng hết rồi đúng không? À, thế cũng không phải lo lắm. Ok. Bây giờ chỉ cần đi chơi mua đậu Hà Lan để có thể có nhiều tiền. Rất là nhiều tiền. Ok. À còn cái nữa đấy là mình cũng có mình có thể gọi là có một cách khác để kiếm nhiều tiền hơn. Ok. Cải ngựa, thực ra mình có một cái. Nhưng mà cái chính là Elliot, là là cái thằng tóc dài đẹp trai ở ngoài biển. Ok, mình biết thằng đấy rồi. Ông ấy đẹp trai quá, đâm ra là không nhớ, hơi khó. Cá nhân mình thấy nếu mà để cho nói trong cái làng này, trong cái thành phố, trong cái này có ai đẹp trai nhất thì đúng là chỉ có thằng tóc dài đấy. Với cả ai đấy nhỉ? Chắc là Sebastian. Sebastian với cả thằng đấy. Mình nghĩ là để mà nói về mặt đẹp trai nhất thì đúng rồi, cũng với hai thằng đấy. Ok, bán đồ phát. Bán được 677. Không nhiều lắm. Từ đã xem nào, xem có gì hot không nào. Yep, chả có gì cả. Mình có thể mua được cả. Đậu xanh thôi vậy. Eto. Mua đậu xanh không ta? Kệ, mua đậu xanh đi.
kiếm tiền được. Và mình cũng dùng hết cả tiền rồi. À đúng rồi, mang cái này ra chỗ dở hơi. À hôm trước có mấy bạn bảo đã nhắc cho mình ấy, đấy là đây mấy cái tiếng mà mình nghe tiếng ẻo phát là tiếng mấy con giun, và mình có thể dùng cái cuốc đất để cuốc cái con giun lên để lấy đồ vớ vẩn. Đôi khi là đồ khá là quan trọng để kiểu mang đến cho cái thư viện này. Ê, what the fuck? Có cutscene à? Ok, mình không biết là mình có cutscene ấy. Ngu dốt. Không phải là mảnh duy nhất trong bộ toàn bộ sưu tập. What the fuck? Là sao? Ông ấy đang nói cái gì vậy? Hả? Cái gì đây? Bạn tìm thấy thứ gì đó à? Cho tôi xem nào. Vậy là nếu mình có tìm được cái gì đấy, nó sẽ mang vào vào đây thì nó sẽ được đoạn cutscene này. Thật phi thường. Nó rất là cũ. Tôi rất là muốn nghiên cứu thêm về nó, nhưng nó là của bạn mà. Lúc mình chơi cái game này lúc trước mình không có cutscene này. Không biết là do trên máy tính nó mới có hay sao. Tôi có một việc muốn nhờ bạn. Bạn có thể nguyên góp những hiện vật mới và khoáng chất mà bạn tìm thấy được. Chúng ta sẽ cùng nhau phát hiện những thứ đột phá. Ồ, và ai biết được, nếu bạn nguyên góp thì quyên góp thì tôi sẽ có một số đồ vật thú vị gửi cho bạn. Okay. Có qua có đi có lại có toại thì mới toại lòng nhau đó. Không thể nào mà tôi kể cả đồ rác tôi không dùng đến, nhưng mà tôi đưa cho ông thì ông cũng phải cho tôi cái gì đấy. Bạn hãy nghĩ về nó nhé. Nếu bạn quyết định quyên góp thì hãy đặt các đồ vật ở quầy lễ tân. Ok. Vậy là để mà mình kiếm được đồ để kiếm được đồ để quyên góp trong này thì mình có một số phương pháp, đấy là đi đào cái chỗ có run, đi vào hang đào đá được mấy cục đá gọi là gheo đe ấy, xong rồi lên chỗ thợ rèn để mở mấy cái viên đá ấy ra thì có thể cũng được đồ ngọc ngủ các thứ để quyên góp đây. Ok, chúng ta tặng cái đồ vật đầu tiên cho bảo tàng là cái này. Yeah, chúng ta nhiệm vụ được cập nhật là cái gì vậy? What? Khảo cổ học chúng ta được 250 xu. Giao hàng cái này dễ này. Tiêu diệt quái vật. Mình có nói chuyện với Lewis là ông thị trưởng. Mình cũng nên đi về lấy đồ sớm, nếu không thì cái vấn đề là thằng từ Elliot hình như là đứng ngay dưới này, chỗ cầu này thôi này. Yep, không có. Thế tức là nó sẽ ra buổi chiều trắng. À, mình thật sự cần phải chụp ảnh xong in ra những cái mà những bạn xem clip của mình nhắc mình. Mình thật sự là rất tệ trong việc nhớ. Có nhiều bạn nhắc mình một đoạn cổ vật. Ok. Cool. Ngon. Đấy là được cái nữa đấy. Thì mình thì không giỏi việc nhớ lắm. Đôi khi có những thứ ngắn gọn mình còn khó nhớ nữa là cái thứ dài loằng ngoằng khi mình còn chả đọc. Nên là mình chắc mình cần phải chụp, mình ghi vào đâu đấy xong mình dính ở trên màn hình máy tính mỗi lần chơi để có thể nhớ được. Khả năng nhớ của mình là một trong những khả năng tệ nhất. Mình tệ ra trong rất là nhiều việc thôi, nhưng mà nhớ là một trong những khả năng tệ nhất của mình. How? Đôi khi mình chỉ học buổi sáng thôi, đến lớp trả bài đã quên. Buồn lắm bạn ạ. Thương lắm. Vỏ chai mình nên để dành để mình làm phân bón. Phân bón chưa làm được. Sau này nó sẽ làm được, nhưng mà hiện tại chưa làm được. Nên chúng ta sẽ cần làm một cái hòm để cất đồ liên quan đến sò sủng với cả đồ biển nói chung. Ok. Đợi tí, chặt cái cây này xuống đã. Cái cây này khó chặt quá. Nhanh lên. Mà tặng quà xong cho Abigo rồi đúng không? Thế thì tuần này tặng xong rồi, có gì thì kiếm nó xong nói chuyện với nó cho vui thôi. Nghe nói là nếu mà mình không nói chuyện với nó cho trong quá lâu thì cũng bị tụt điểm thân thiện. Đã đầy hồng đồ rồi, nhanh thế. Fuck. À đúng rồi, mình còn có cái dở hơi. Tại sao bị đặt cái đôi hòm đồ trên này, mỗi lần mình muốn lấy đồ mình lại phải đi lên trên này mình mới lấy được. Sao mình cứ phải tự hành hạ bản thân đây nhỉ, khổ quá nhỉ. Ok, này cũng được rồi. Cái trồng thêm một đoạn nữa nào. Không biết là trồng thế này nó có hợp lý hay không, nhưng mà YOLO bạn ơi. Ok, mình có thể làm thế này, nhưng mà mình không làm như vậy. Mình phải làm cái đường khó hơn nữa.
fuck. Cứ kệ làm sao, kệ đi. Mọi người cứ kệ đi. Mình đang cố gắng hết sức rồi. 4, 5, 6. Trông nó hơi bị lệch tông một tí nhưng mà mình cố gắng hết sức. Ô, mình còn chưa tới cây. Nhiều việc quá. Đây đi. Làm nông dân không vui gì cả. Tôi muốn quay lại làm việc văn phòng được không? Nhìn cháu tôi nó khổ sở này, trông nó khổ quá. Má. Ok, từ từ đi lấy mấy cái đồ này. À đúng rồi, mình còn phải ra, phải cho con mèo uống nước ấy. Mày có thể tự ra chỗ này uống nước được không? Nước, tao có lấy nước ở đây rồi mang về đấy, nó cũng khác quái gì đâu. Hay mày sợ ngã xuống nước vậy? Đố con mèo, đố lười. Thực ra mình cũng không thể nào lên án nó được khi mình vừa kêu mình đang thấy lười. Fuck. Sao bạn? À đây này, đây này. Ít nhất thì cũng may là mình đứng một chỗ mình có thể tưới ba chỗ cùng lúc. Thực ra là mình có thể tưới 6 chỗ nếu mình sắp đặt khôn hơn một tí, nhưng mà cái này thì mình không sắp đặt được cách nào khác cả. Ok. Để lên được đồng, đồ đồng thì hình như mình cần khoảng 5.000 hay sao ấy. Đấy không phải là ít tiền. Nhất là thời kỳ mình mới bắt đầu đi làm. Oh shit, đã 2 giờ trưa rồi á. Không nhanh là thằng Elliot nó đi về đấy bạn ơi. Thật đấy à? Energy thấp thật đấy. Energy đầu game thấp vậy. Nhìn này. What? Chứ gì mới có tưới cây tí thôi mà đã gần chết này. Thực ra thì mình biết là công việc tưới cây ở ngoài đời nó mệt thật đấy. Nó mệt dã man luôn ấy. Nhưng mà thế này thì có hơi quá đáng quá không? Chắc là cái này là kiểu để cho mình cần phải gọi là nghiên cứu kỹ hơn về việc trồng cây à. Mình không nên. Yep. Chúng ta cần phải hồi sức sớm. Mình có đủ đồ hồi sức không? Không. Fuck me. Khó rồi đây. Có cái gì để hồi sức không mà? Không có cái gì giống có vẻ mình ăn được cả. Tốt. Thực ra thì mình có thể hồi sức thêm bằng đồ ăn trong này đúng không? Yep. Không phải lo lắm. Hành tây mùa xuân vẫn ổn. Không nhiều lắm nhưng mà thêm tí nào hay tí ấy bạn ơi. Thêm thì nó hay thế. À rồi, đi nhổ hành ấy nhỉ. Nhổ hành ấy nhỉ. Ôi giời ơi. À, thôi cứ ăn vài cây vào đi. Cái gì đấy bạn ơi? Phí. À cải ngựa hoang này. Ok, ăn cái này bạn ạ. Ăn đi. Ăn tạm. Ông biết là không ngon gì cả. Ông ghét ăn hành lắm nhưng mà cháu phải thông cảm với ông tại vì nhà nghèo không có gì cả. Nghèo nắm. Shit, vẫn thiếu hạt giống này, tí nữa phải còn phải đi mua về mua thêm hạt giống nữa cơ. Ê, không sao, cứ từ tối bạn đây. Thời gian còn dài. 4:30 chiều rồi á, không dài gì cả. Thời gian nó trôi nhanh quá bạn ơi. What? Quay đi quay lại là 4:30 chiều rồi. 5 giờ. Stop. Từ từ thôi. Không biết là nó mở đến khoảng 5 giờ đúng không? Yep, 6 giờ cơ. You boy. Thôi đừng. Thật ra. Eo ơi đùa. Mà đúng lúc mình đến nơi thì ông ra khỏi quầy. Đúng 5 giờ. Đúng 5 giờ. Fuck. Freak. Ok đây rồi. À đây ạ. Ê. Trong mình có cảm giác là cái này ở trong bản thường của game ấy trông nó đẹp trai hơn. Cái này hơi bị trông hơi bị xấu. Ok không sao cả, có tiền là được, không quan tâm bạn xấu trai hay không, nhưng mà trong bản thường thấy ông này daddy hơn. Bây giờ đây rồi, Elliot. Yeah boy. Những con ngọ nguậy thì tôi không nhớ mẹ suýt nữa. Nổi điên sau khi tôi làm xanh ra trời dính. What? Dính nhầy hết lên trang phục của tôi. Good translation. Translation chuẩn đấy. Cây khủng đấy. Fan.
Ok, không sao rồi. À, 360. Ok, ok, 360 là chuẩn rồi. Không sao. It's ok. Bây giờ chúng ta đi nhặt hành, tỏi, gì gì đấy. À, hình như là ở cái chỗ Zozamart nó vẫn mở đúng không? Nhưng mà bọn Zozamart bán thường đắt hơn so với cái ông Pierre. Thế nên là thôi kệ đi. Tớ đang trong tầm thời kỳ hết tiền và thiếu tiền và cực kỳ là cần tiền. Thế nên là không nên tiêu tiền vào những cái thứ không cần thiết cho lắm. Ok. Bây giờ thì đi nhặt cải ngựa hoang. À không phải, ý mình là nhặt hành tây. Chúng ta... À không không, bây giờ 6 rưỡi thì cũng không kịp để mà mang cái này cho cái ông. Úi dồi nhiều thế. Ok. Với sức như này thì thôi mình nghĩ là thà đi ngủ để hôm sau làm việc tiếp còn hơn là... Úi giời ơi, có ấy kìa. Có run kìa. Chuyển sang cái này phát. Sách à? Cái sách này là mấy cái gọi là hướng dẫn trong cái game này. Cá nhân mình không cảm thấy cái đấy cần thiết cho lắm. Đôi khi nó có giữ một số thông tin cần thiết đấy, nhưng mà mình thường tra thông tin trên wiki hơn là tự nghiên cứu ông game. Tại vì trong game nó thường dài dòng văn tự. Nên là kệ. Nên là no thank you. Tôi mong là nó sẽ rơi ra cái gì đấy kiểu quan trọng hơn, như kiểu cổ vật các thứ, để tôi nộp cho viện bảo tàng tốt hơn. Gọi là rốt cuộc cái đấy là thư viện hay viện bảo tàng vậy? Tại vì nó là nơi trưng đồ, nhưng mà nó cũng là nơi có sách. Nó là viện bảo tàng kiêm thư viện. Viện bảo tàng. Nó kết hợp giữa thư viện và viện bảo tàng. Thư viện bảo tàng, ok. 10 trên 10 dốc. Comedy go. Thôi về nhà đi ngủ. Mà các bạn là cũng 20 giờ 10 rồi. Nhiều gỗ thế. Mình đáng lẽ mình nên chọn forest. Bà con biết tại sao không? Tại vì nó cho mình rất là nhiều cây, rất là nhiều gỗ. Và cho mình rất là nhiều mấy cái này. Để mình có thể gọi là thu hoạch đi thu hoạch lại. Tại vì mấy cái gỗ đấy sau này cần thiết cực ý. Ê, hello con mặt lợn. Cút đi con chó. Cút đi. Tảo lục, ok. Rồi, mọi chuyện đã xong. Giờ chúng ta... Abigo ngủ qué, gần đâu gặp nào. Thôi cháu đi ngủ đi. Mai cũng cho gặp sau. Ok, tiến độ của bạn được lưu, nhanh vậy. Mọi thứ đã ổn. Xem tử vi hàng ngày. Hôm nay khá may mắn. Thực ra mấy cái này nó cũng không ảnh hưởng đến mình kiểu to lớn lắm ấy. Nhưng mà mình vẫn nên xem. Biết đâu đấy. Có những hôm mà không nên thu hoạch cho lắm. Tại vì cái gọi là cái gì nhỉ? Mình khá đen. Nếu mà thu hoạch những cái đồ mà kiểu cho mình nhiều đồ, nhiều quả cùng một lúc ấy. Như kiểu cái gì nhỉ? Khoai tây chẳng hạn. Thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng khoai tây mình nhận được. Kiểu ví dụ mình son thì nó sẽ đôi khi được nhiều hơn. Còn nếu mình đen thì mình chỉ được đúng cái quả, đúng một củ khoai tây thôi. Quả khoai tây à? Thế nên là... Nói chung là nếu mà bạn đang thiếu tiền tầm đầu game này thì cái việc gọi là xem tử vi hàng ngày là việc khá là quan trọng. Ngoài đời để mà nói thì mình không tin vào cái tử vi hàng ngày nó lắm ấy. Tại vì cái tử vi hàng ngày thường chúng nó chỉ biết là kiểu nó lấy những cái hành vi cơ bản nhất của con người ra, xong là nó viết vào đấy. Cái kiểu ai xem vào cũng thấy cái này hợp lý. Cái này mình cũng bị. Có những người cảm thấy không đúng thì người ta cũng chỉ kiểu không nói gì cả. Người ta cũng kiểu ok, nó cũng không đúng lắm, cũng chả ảnh hưởng gì đến mình, kệ. Nhưng mà mấy bạn mà kiểu dễ bị bịp ấy, xem thì sẽ thấy kiểu oh my god, bọn này nói đúng quá. Mình tử vi là 100% đúng không? Xong là quyết định mọi thứ cuộc sống theo tử vi. Thực ra thì cái đấy nó không tốt lắm. Đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội nếu mà bạn nghe theo một cái tử vi nói bạn cần phải làm gì trong một ngày. Ví dụ nếu mà một hôm cái tử vi nó bảo bạn bạn không nên ra ngoài đường hôm đấy chẳng hạn. Xong bạn vừa ra ăn cửa, bạn không nghi ngờ không? Bạn vừa ra cửa bạn thấy cái bạn gặp một cái gì đấy đen đen đủi, bạn cho rằng
À, cái tử vi có khi nói thật, tốt nhất hôm nay mình ở nhà. Nhưng biết đâu cái đen thì ai chả đen trong một ngày đúng không? Mày biết đâu bạn lại gặp một cái gì đấy may mắn. Ví dụ hôm đấy bạn ra ngoài đường trời mưa, bạn chạy, bạn nghĩ là nó đen đúng không? Bạn chạy vào một cái hàng tạp hóa, xong là bạn mua cái gì đấy, xong là hôm đấy đang có khuyến mãi thì bạn được xoay một cái vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn bạn lại được thưởng một cái gì đấy, ví dụ 2 triệu chẳng hạn. Nói chung là không ai đoán được điều gì sẽ xảy ra, nó không lên này. Tin vào cái tử vi cho lắm. Chả hiểu sao mình ngồi mình nói trình bày về cái việc tin hay không nên tin cái gì. Sorry bà con, ai tin cái gì thì cứ tin thôi. Đấy là ý kiến cá nhân của mình về cái tử vi. Cá nhân mình thấy tử vi nó cũng không hẳn là hoàn toàn đúng, nhưng mà đôi khi thì xem cho vui thôi, không nên nghiêm. Xem cho vui thôi, giải trí thôi, không nên quá áp đặt cái đấy vào cuộc sống. Mình nghĩ là đôi khi có những người mà kiểu áp đặt cái đấy vào cuộc sống có hơi bị gọi là gì nhỉ, bác phải. Tức là hơi bị bác phải một chút, tức là như nào, tức là kiểu ai nói gì cũng tin và dễ bị lay chuyển. Không event boy, lễ hội nhặt trứng. Tí nữa mình sẽ phải chạy quanh khu này nhặt trứng. Abigail, tìm kiếm những quả trứng tạo cảm giác như đang săn tìm kho báu vậy. Cứu vậy bạn, đáng yêu vậy bạn. Khánh Vy, chúng tôi từng ném trứng thối. Ok, ngài Lewis đã kết thúc trò đó rất là nhanh. Mình vẫn không hiểu là tại sao trong cái trường cấp 3 cuối năm chúng ta thường hay chơi ném bột màu. Thật sự là không hay ho gì cả. Và nó rất là bẩn. Và không biết là gọi là làm vì tuổi trẻ hay cái gì, nhưng mà nó rất là mệt cho những người ở xung quanh, ảnh hưởng những người xung quanh. Và nó không vui gì cả. Giấc ngủ tôi bị dị ứng há. Ý là sao? Ý sao lại dị ứng? Night translation. Lễ hội này cũng tạm được, nhưng thứ mà tôi mong đợi hơn là lễ hội hoa kìa. Tôi cũng đang cố ăn ít nhất 3 quả trứng mỗi ngày. Tại vì nó là dân thể thao cũng phải ăn rất là nhiều trứng. Mình biết cái đấy tại vì trước kia mình bị bắt ăn trứng rất là nhiều. Nhưng mà sau tập một thời gian ngắn tập gym mình bỏ vào, cuối cùng giờ mình lại đổi vào đấy. Tôi cần protein cho hoạt động chân. Okay. Ghê mẹ. Hồi trước mình tập chân cũng khá là kinh. Chả hiểu sao mình, tại vì cái chân là cái như kiểu cái chân khỏe nhất đấy. Mình là tập cái gì mình cũng tập chân ấy. Có lúc tôi giấu một quả trứng kỹ và chẳng ai tìm được nó. Rồi mùa hè đến và gió nóng làm mùi trứng thối bốc lên. Jesus fuck. Ok. Mình, đúng rồi, cái quầy này nhỉ, cái quầy này có bán gì không? Hạt giống dâu tây á. 8 ngày để phát triển. Dâu tây bán rất là được giá. Nhưng từ từ đã, mình có thể chế tạo được cả. Fuck, chế tạo seed maker. Kệ vậy. Hơi tiếc tiền đấy. Mà tôi kệ vậy. Tại vì cắt giống này nó được nhiều tiền lắm. Giống này mà nó cũng chỉ mất 8 ngày thôi. Chỉ tiếc là mình không có kiểu không có seed maker để có thể kiểu làm thêm được nhiều hơn ấy. Thôi vậy. Ok, từ chưa ạ. Từ mình cần phải kiểm tra xem còn. Ê. Fuck, hơi khó để căn đấy. Làm sao để tôi căn? Khó quá. Ok. Fuck. Đây. God damn it. À. Rồi, ok. Ê. Chuẩn rồi đấy. Cô tem anh. Vừa khít luôn được không? Ok thôi, vào event. Ai muốn chụp thì chụp nhá. Bắt đầu, yeah, đi săn trứng các bạn trẻ. Ok, mình không thích nói chuyện mấy cái này tại vì mình nói chuyện hết rồi. Mà thực ra cái đòi nói chuyện này nó không quan trọng lắm, nên là đi tìm trứng. Ok, đây là phần hấp dẫn nhất của lễ hội cuộc thi tìm trứng mùa xuân. Mình sẽ bắt đàn bọn trẻ con. Ô, Abigail tham gia. Ê, bình tĩnh các cháu, các cháu cần tất cả năng lượng để tìm nhiều trứng và mang giải thưởng về nhà. Ok, quẩy lên nào. Hai cái đứa này cũng tham gia cả. Thế tại sao con có tóc xanh tên là gì nhỉ, quên rồi. Tóc xanh này không tham gia nhỉ? Bà Penny cũng không tham gia, hai đứa này cũng không tham gia. À, hai đứa này đang bận tán nhau. Ok.
Bắt đầu. Ok, nhanh cái nào, nhanh cái nào, nhanh cái nào, nhanh nhanh nhanh. Mình nhìn thấy quả rồi. Fuck. Mới một quả. Trong kia có một quả, đây có một quả. Kia có một quả. Chúng mày tưởng là tao là người chơi thì tao sẽ không try hard đúng không? Mày nhầm rồi, mày nhầm. Tao mình thua một lần khi mà mình chơi cái mini game này lần trước. Và mình thề mình cay đã thỏa man ấy, kiểu ơ vâng, đây là chỉ là cái mini game mà mình thua mấy con máy đi tìm trứng à. No, no, không cam tâm. Thôi xong, tôi lỡ một quả rồi. Ok, god fucking damn it. Oh, thường sau thùng rác có quả. Mình lỡ rất là nhiều. Mình lỡ rất là nhiều. Mình quá mất thời. Đây cũng có một khắc. Fuck, mình cứ tưởng đấy là quả trứng. No, mình mới được có 7 quả. Thôi xong rồi. Không, 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 không. Đây ạ. Không. Fuck. Fuck. Đứng sau cái bia ra mình không nhặt được. Nhìn những quả trứng này xem, giá như tôi có thể kêu gọi bọn trẻ nhặt rác dễ dàng như thế này, chúng ta sẽ có bãi biển đẹp nhất khu vực biển đá quý. Ê... cũng đưa tìm trứng là. Fuck. À. No. Khánh Vy, tao biết là mày. Tao biết rồi. À. Nó không ngờ mày dại gái như thế, god damn it. Tao biết là mày bí mật nhường nó, god damn it. Khánh Vy. Why you like it? Dại gái thế hả cháu? God damn it. Thôi kệ đi. Fuck my life. À. No. Tao ghét mày. Cháu tôi. Tôi ghét cháu tôi không ghét con bé Abigail. Yêu bọn khót đêm. 7 quả. Fuck. 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 Thế sao mình phải có cái việc tìm trứng ấy nhỉ? Nó chỉ là mấy quả trứng thôi. Có trái thích. Cảm giác thất bại trong việc gọi là... Tôi vừa cầm cái rìu và tôi bổ mất một cái. Oh god, why, why? Why? Why you like it? Fuck me. Tôi vừa phá một cái hạt giống đang... đang mọc dở. Chết, giết tôi đi. Giết tôi đi, end me now, please. Tôi cầm nhầm rìu với tôi lỡ phập một phát thế là... Cái hạt giống nó đang mọc thế là nó chết rồi. Fucking dead. Dead. Hạt giống EQ. Mình còn hạt giống gì không nhỉ? Mình nghĩ là... Không, vậy... Yep. Không có hạt giống nào nữa tại vì mình lỡ tay. Fuck. Fun. Thôi kể về, mình đi ngủ vậy. À không, mới có 12 giờ. Mới có 12 giờ. Hơi tối một tẹo nhưng mà nếu mà mình cố gắng một tí mình có thể tìm được một cái hạt giống trong cái khu đại phác rơi ra rồi. Thực ra thì mình nghĩ mình nên ngủ tại vì rơi ra thì cũng không vui cho lắm. Làm ơn. Có hạt giống không bạn ơi? Có cái hạt giống nào? Ok, cái khu này có nhiều rồi đấy. Nhiều bụi cỏ đây. À, hạt giống. Fuck you. Fuck you. Nó cần hạt giống của Sơn. À. Ngủ rồi. Yep. À, có vẻ là chúng ta không kịp. Không cẩn thận lắm. Cảm ơn cho cái hạt giống gì đấy thế nào. Thật đấy à? Thật là vậy luôn đấy. Không cho vào hạt giống nào luôn. 12 giờ 20 phút rồi. Thôi là bạn, người bạn, những người bạn của tôi. Thật đấy à? Mình lấy được một đống cỏ nhưng mà không có một cái hạt giống nào cả. Làm ơn. Không. God. Trời ơi, trong kia có nhiều kìa, trong kia có nhiều. Đây, đây, đây. Cố lên nào, cố lên nào. 2 giờ mới là giờ giới nghiêm. 2 giờ mình ngất. Không sao. Ok rồi, ok. Hạt tự nhiên. Cắm vào trong kia cho nó đỡ. Đấy. Cho đỡ tốn thời gian. Fuck. Gì đây? Một đống tối quá không nhìn gì. Có chặn. Cái gì đây? What? Tránh xa tôi ạ. Cút đi. Cút đi, cút đi, cút đi.
cái gì đấy? Hạt tự... ok. Ôi, khi giết mấy con đấy còn ra hạt tự nhiên à? Thôi đi ngủ. À, pẹt phát rồi đi ngủ. Đục vậy. Không! À, cái event đầu tiên của chúng ta đã thua một cách đau đớn. Năm sau tôi sẽ phục thù. Năm sau tôi sẽ phục thù. À, nữ hoàng nước sốt. À, select trộn. Chúng ta hôm nay chúng ta học được cách làm select trộn và tử vi hàng ngày. Fuck, hôm nay là ngày đen của mình. Hừm. Không sao cả. Này, không ảnh hưởng gì. Cái này đã mọc rồi này. What the fuck? Đây là mọc nhanh vậy bạn. Ơ, từ từ á. Sao mấy cái này nó lại sao ngủ ghi ấy nhỉ? Ok. Không hiểu tại sao nó lại màu ghi nhưng mà xua phem. Sao cái này nào đây? Mất. Why? Why you like it? Tại sao cái này nó mất rồi? Cái góc này đâu? Rê. Và tại sao mình ít sức cái đấy? À chắc là do mình ngủ quá, quá 1 giờ. 1 giờ mình quá, sau 1 giờ mình đi ngủ mình sẽ được hồi ít năng lượng hơn. Còn vậy nữa cơ. À, bắt con bé nó thức khuya quá, sáng nó dậy đúng giờ nhưng mà nó không chịu được. Nó hết sức, kiệt sức. Mong là không bà không ngất vì đang tưới cây. Còn gì buồn hơn việc tôi bị trí nhớ ngắn hạn lần trước tôi có nói đúng không? Tôi thắc mắc là tại sao cái cốc kia lại thiếu trong khi tôi vừa nhặt cái tơ nít lên. Má đầu óc cứ như giờ hơi vậy. Buồn quá. Sorry sorry ma sen. Đầu óc nó hơi bị hãm. Nó low quality content. Đầu óc chán. Hoặc tớ dùng pen, đầu tớ nó dùng Pentium các bạn ạ. Nó không phải là i5 hay i7. Thế ra là nó hơi, nó xử lý thông tin hơi tệ. Mong các bạn thông cảm. Đang cố gắng hết sức để cải thiện khả năng nhớ nhưng mà càng cố nó càng khó. Ok, bình tưới. Cái này hạt gì đấy? À cái hạt này, cái hạt đúng nhỉ? Hình như cái hạt là cái hạt mình trồng cái hạt giống radum đâu đúng không? Ra hạt giống radum đúng không? Không nhớ rõ lắm. Mà sao lại cái củ cà rốt kia ăn củ khoai, củ khoai tây kia nó lại mọc sớm ấy nhỉ? Mình nhớ là mấy cái hạt giống mình trồng ngang nhau mà sao lại cái mọc sớm cái mọc muộn, lạ thật. Cái không phải mình thắc mắc cái gì cả nhưng mà sẽ tốt hơn nếu mà mình có thể giải thích được những cái điều đấy. Không được thì thôi, không được thì nhét vào, cất vào. Lấy mấy cái này ra ăn dần để lấy sức. Cất bớt mấy cái fiber này mình không rõ để làm qué gì. Ok, ăn hành. Ok, ăn hành buổi sáng. Thơm mùm, thơm phải biết. Ăn hành tây mùa xuân tiếp đi bạn. Ok, còn lấy sức thôi. Khiếp, vừa mới làm buổi sáng tí sau hết sức cái này thì còn đi gọi là khai thác kiểu quái gì đấy. Hay là làm bữa đi mua ở phòng tiền thì cũng hết rồi bạn. Đang định kiểu ra cái quán bar để ăn sáng nhưng mà có vẻ cũng không được. Cách tốt nhất chắc là chỉ có đi chặt cây để lấy cái thanh năng lượng. Chỗ này lạ nhỉ. Chỗ này là cái gì đây? Nó cũng chỉ là cái khu, nó chỉ là một khu nhỏ nhỏ thôi. Không gì đặc sắc cả. Lấy thêm ít hạt giống để về trồng cây bạn ơi. Trồng tí mình đã có hai hạt thôi tự vậy. Không sao cả. Có là được rồi, không phải mình ý kiến gì. À đúng rồi, mình cũng phải xây cả silo sớm nữa để còn lấy nhiều chuyện quá. Nhiều thứ phải làm quá. Ok, này vật đây. Cất mấy cái dở hơi để đi. Ok, 10 giờ 11 giờ trưa. À, cái chỗ hành tây kia chắc là cũng đủ để mình hồi sức thôi. Có cách nào hồi ăn phát hết luôn được? Ăn phát 20 củ ngoằn phát là hồi đầy mà. Được gì phải ăn từng cái này một vậy.
Có cái món gì kiểu sử dụng rất là nhiều cái hành tây để làm thành một món to nhỉ? Kiểu cho nó hồi nhiều. Công nhận nhiều thật đấy, cũng 13 điểm một lần cũng không hẳn là ít lắm. Mình sẽ đi xuống dưới kia mình lấy thêm hành tây. À, xong rồi đi từ dưới đấy đi lên. Nó chẳng khác gì đi từ đầu map lên cuối map cả. À đi từ cuối map lên đầu map ạ. Không biết là còn có đủ giờ để mà đi khai thác khoáng sản không nữa cơ. Hay là mình thôi không đúng khai thác ở đây luôn cho nó nhanh. Khai thác luôn ở đây nha cho nhanh, có khi nhanh hơn đấy. Oh what the fuck, cái gì đấy? Một chấm. Ew, có mùi. Ok. Hai ông bà làm gì vậy? Tại sao nó bị khóa? Tớ muốn khám phá cái cổng. Hết thứ để khám phá, cái khu này to lắm mà. Tớ nghĩ Gunter có chìa khóa. Oh, ok. Ok. Giáo sư Gunter, người đàn ông quản lý bảo tàng, tại sao bạn nghĩ ông ta có nó? Okay. Tớ đã thấy một chìa khóa cũ gì rơi ra từ khóa khỏi túi ông ý. Một cánh cổng đáng sợ như thế này chắc phải có mở bằng cái chìa khóa cũ gì. Make sense. Hợp lý. What the fuck? Điều gì đấy? Ê, bọn chắc chết. Là bao? Có một cái gì đó di chuyển trong đó. Trong cái cống bị khóa. Nice. Nice. Bọn trẻ con thấy một cái gì đấy di chuyển trong cống. Tôi nghe cái câu chuyện này hơi quen. Thôi chạy bạn, chạy bạn. Đừng vào cống nữa, nữa. Chúng mày có muốn nổi không? Tôi hỏi chúng mày lần cuối là chúng mày có muốn nổi hay không? Fucking Christ. Ok, bây giờ mới có 11 giờ trưa. Và chúng ta ăn cho đầy sức đi đã. Rồi đi lấy thêm hành tây. Xong rồi chúng ta sẽ... Oh, có hot radish đây. Lấy mấy cái này về để... mình lấy thế này thì đầy bố hòm gì đó, làm quái còn cái gì để mà khai thác khoáng sản. Mà God damn it. Có gì ở đây không ta? Ok, đây. Vậy là có rất là nhiều hành ở dưới này. Hình như là khai thác này cũng mất sức. Có tính không nhỉ? Không biết là nó có tính sức khi mà mình kéo mấy cái củ hành bé tí lên không nhỉ? Có thì mình cũng khá là buồn đấy. Rồi. Ơi, chúng ta được hành tây mùa xuân vàng, có thể hồi phục 23 năng lượng. Ăn đi. Cần gì bán bạn ơi? Hồi sức bây giờ mới là quan trọng, trả được bao nhiêu? Mà cũng gần như gấp đôi ấy mà cùng nó lên trả được mấy. Bao nhiêu rồi? 148 đến 270. À, không tệ. Lót rát bát. Ok, chúng ta có thể đi khai thác một ít. Mong là như vậy. Mong là kịp. À còn chưa gặp Abigail nữa, không biết Abigail ở đâu. Abigail. Cho con này đi gặp Abigail phát này, nói chuyện cả Abigail. À, đi đâu ấy nhỉ? Ok, cái chỗ này mình chưa quen được cái gọi là cái layout của khu này đâu lắm. Tại vì oh, wait a minute. Mình không cầm xẻng theo. Mà chứ gì. Fuck. Ok, cất dù ra mình phải đi, mình cất bớt đồ đi. Cái này thì... Ai không, mình đang định giữ cái này. À, mình cần giữ dìu, giữ... Ok, mấy cái này vứt đi. Vứt cái này đi, lấy cái này vào. Ok. Không, mình không định làm thế. Vứt cái này vứt. Thủy tinh vỡ, thủy vứt cái này vứt. Mình vẫn chưa mang ra trong găn tờ được. Nhầm nhọt sang trồng cho ok. Ok. Tại sao mình cần phải giữ cái rìu? Tại vì ở trong cái hang có thường có mấy cái miếng gỗ mình có thể khai thác được nếu mà mình... Thật đấy à? Tao mất công lấy cái cuốc ra đấy để cuối cùng mới cho tao cái đấy à? Mình không biết đất sét trong cái trò này nó cần dùng vào trong cái gì mà... Mình chơi cái trò này được năm đến năm thứ hai rồi và thật sự nó vẫn không có cái gì mình cần phải dùng đống đất sét cả. What? Rốt cuộc cái đất sét để làm gì vậy? Chắc là đừng để nặng cái gì đấy, sau này mình bán nhưng mà... ít thứ để dùng vãi cả linh hồn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ... Hello Jun. Ok. Tao hiểu. Sưu phép. Chó. À, mình đã lên tầng... Ủa, quắt, mình đã xuống tầng 20 rồi các bạn. Sâu phê chứ bạn. Mình không muốn, mình không
Tao không muốn đụng vào chúng mày, tại vì tao đã thiếu sức lắm rồi. Thật ra, nào, ra đây là bạn, ra đây là bạn, đúng rồi, ra đây. Ok, bye bye. Bye bye. My name is Jeff. Fuck you. Tao không muốn đụng vào chúng mày. Tinh thể tổng hợp ngon. Cái tinh thể tổng hợp này đôi khi rơi ra những thứ khá là tuyệt vời. Và mình mong chờ nó sẽ rơi cái thứ mình đang mong chờ, mình đang nghĩ đến. Mà vâng, con lợn hai con luôn. Tử tế này bạn ơi. Hai con luôn à, hai đứa luôn đấy. Úi. Ok. Đấy là cái này nó không phải đàn để cần đào mà mình cần phải giết quái vật. Ok, chết chúng mày. Chết cụ chúng mày. Ok, khiếp, chưa gì đã hết sạch cả hòm đồ rồi. Thì what? Ok. Xua phem. Mình có bao nhiêu hết nhanh vai cả mình. Thiếu chỗ quá bạn. What the shit? Ok, chỗ này cũng không có cái gì cả. Mình nghi ngờ là nó ở dưới này. Không có gì. Đây. Ở đây. No. Fuck you. Đừng tránh xa tạo của mình tìm được rồi, nhưng mà tại sao mình lại why? Dưới này có gì không? Hello. Hết. Ok, không có gì con. Ok, thế là hiểu rồi. Hiện tại mấy cái tầng. Ôi giời, nghe tiếng bay bay là thôi nha. Không vui nha. Chưa gì đã hòm đồ đầy rồi. Thật là buồn. Đá. Thật sự cần không? Chắc cần đấy. Buồn quá. Đá rất là đầu game thì nó không bằng lắm. Hai con cơ à? Mình thề mấy con di chuyển mấy cái kiểu này mình ghét dã cẩm man ra. Cút đi. Tại sao chúng mày không phải ngoan như mấy con này đi? Bay lờ đờ thôi. Bay ngoan này thì ai làm gì không? Không. Đấy, loạn xì gậu xong đánh còn bật ra cơ. Bay nhanh đấy cơ. Cút. Lại con này nữa. Lính có cả lính nhiều lính, nhiều loại lính quá. Lính không quân là lính nó gọi là cái gì, lính bộ quân hay quái mình không biết, nhưng mà má chúng nó tổ chức kinh khủng quá, tổ chức tấn công đáng sợ quá. Tốt, trong kia có hai con slam được giết trong đấy. À không, thực ra thì no mình à không, từ từ nếu mình cũng phải giết mấy con này, tại vì có thể giết mấy con này ra được cầu thang, như thế mình sẽ tiết kiệm trong việc đi khai thác khoáng, tiết kiệm được sức, đúng không? Làm ơn không có à? Ok thôi vậy. Bạn trên này thì sao? Người bạn trên này có không? Mày tưởng mày trốn được tao đấy à? Rơi con cua. Tốt. Good shit. Bomb seri. Loài giáp sát biển với hai chiếc càng mạnh mẽ. Mình thật sự có cần cái đấy không nhỉ? Nghĩ là không. Vứt cái bomb seri ra từ ăn cái này đã. Ăn, nếu mình mà mình ăn hết cái này thì chắc là mình sẽ chống được hòm đồ trắng. Mình nghĩ là 22 giờ là mình nên đi về. Tại vì mình chưa có gọi là cách di chuyển nhanh về nhà nào cả. Nếu mà mình về muộn mình sẽ ngủ giữa đường và mình sẽ mất tiền. Và cái đấy, cái việc mất tiền là cái việc mình không muốn xảy ra vào lúc hiện tại tí nào cả. Vì cả gia sản của mình hiện tại chỉ có 147 vàng. Nghèo rách túi rồi. Rách nát rồi. Yep, please. Ok, lấy tí sức nữa. Thật sự là không cái than ngon bạn. Thực ra than là cái thứ khá là quan trọng trong cái trò này, mình thề năm 2 mình vẫn gặp vấn đề về việc thiếu than mà. Đấy cái cục đấy kìa, cái cục mà ai ở đây cầu thang bây giờ. Vứt cái gì bây giờ vứt con cua này đi, bye bye. Xuống được tầng 25 hộ cái được. Tôi rất cần xuống tầng 25 để tôi lấy được checkpoint nào. Hai con luôn. Cút ra. Nếu mình để chịu cho nó đánh thì cũng chỉ mất một máu thôi. Ok, vậy là khi bị bọn đấy đánh thì tốt nhất là hưởng thụ còn hơn là đánh lại nó. Yep, mất có 1-2 máu không sao đâu. Đừng cố đánh lại nó, chỉ tổ tệ thêm. Góc kia có khá nhiều đồ và tránh xa tao ra. Tao không muốn đụng vào chúng mày một tí nào. Tất nhiên là
Fuck. Vậy là không đụng vào chúng nó, bọn này ra. Mommy. Fuck you. Ready. Từ đó trong kia có khá là nhiều thứ mình cần phải vào. Ôi thôi bạn ơi. Đùa thật đấy à. Ôi mày có ở kia có. Ôi không vui rồi. Yep. À, mấy cái lúc này xảy ra thì mình rất là ghét tại vì con chó này bay ra rất là nhiều. Nhiều vậy. Cút hết đi đâu. Lâu thế bạn ơi. Oh. Đạo. Không, mình ấn sớm quá. Nhiều quá. Cút hết đi. Chết cụ mày đi. Chết cụ mày đi. Chết. Chết chết chết. Chết cụ mày đi. Chết cụ mày đi. Ok xong. Chết mệt. Bảy máu cơ à. Fuck. Mê. Cũng có rơi ra cái dây. Úi ồ, nó rơi ra cái dây. Không biết là nó có cái dây đấy. Bốt cao su cộng một miễn nhiễm. Nó còn tệ hơn ở cái mình đang dùng. Why? Why? Ok, phá mấy cái này. Hey, thôi xong rồi rồi. Thôi rồi, lại hết mất vui rồi. Mất vui rồi. Giết nó nhanh đi, ok. Lợn này biến đi. Ok, ok, ok. Vứt cái chi đi bây giờ bạn ơi. Cà rốt thang ra. Lại còn thế này nữa cơ. Lại còn thế này nữa cơ. Tất nhiên mày bay rồi. Như là lúc ta chuẩn bị đánh nhau với mày thì mày phải bay rồi. Má. Nói phọt cả nước miếng rồi. Cú đi. Cú đi. Cái này tránh xa ra. Rồi, ok. Ok, mọi thứ rất ổn. Mọi thứ rất ổn. Không có vấn đề gì. À, ok, mình sẽ lấy lại cái chỗ đấy. Bên bác, từ từ ở chỗ này có đồng này. Tháo nốt đồng rồi đi. Ok. Ok, chúng ta đến tầng 25 và chúng ta sẽ đi về. Ok. Ê, Lamo về đây bạn. Bye bye các bạn. Tôi không có thời gian để nữa loanh quanh chỗ này, tôi không muốn chết. Cái chỗ này sau này sẽ dùng để đi về nhanh. Nhưng mà hiện tại chúng ta chưa unlock cái chỗ đấy. Tại vì à đúng rồi, hình như là mình, chưa. Đúng không? Cây cầu lớn nhất, mấy cái này chưa cái nào có cả. Ít nhất mình phải làm được cái phòng chế tạo này đã. Hình như là đúng rồi, ít nhất mình phải mình phải được cái phòng chế tạo. Mình muốn đi đâu thì đi. Còn bây giờ thì mình vẫn phải đi về theo phương pháp thủ công là sử dụng động cơ hai giò chạy bằng cơm. Hơi mệt nhưng mà phải chấp nhận tại vì không có cách nào khác cả. Ok. Chủ nhật. Hôm nay chủ nhật rất là nhanh vậy. Thật là nhanh, thật là tuyệt vời. À, tập này chưa gì đã một tiếng đồng hồ rồi. Tôi cảm thấy chủ yếu là do mình phải đứng lại mình nói chuyện hơi nhiều. Mình phải pau hơi giữa chừng hơi nhiều. Mấy cái này xem nào. Fuck. Không biết là nên vứt cái gì đi thôi. Cho cái này vào đây 9 viên. Rồi. Đợi ngồi phá mấy cái đấy tẹt bô nha. Nha. Bốt cao su. Bốt cao su vứt ở đây đi. Ok. Đi ngủ. Đi ngủ. Kệ mèo, ngủ qua đêm. Yeah, lên cấp được cộng thêm 5 máu và được làm bình sinh khí. Mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi. Xin chào, biệt và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau của Stardew Valley. Goodbye.